Người ta thì hay ăn hồ vịt lộn để xả xui, còn tôi thì lúc nào thèm là đi ăn à. Hồi trước mà muốn ăn hồ vịt lộn nước dừa là phải vòng ra quận 2 khu Thảo Điền. Còn nay á, tôi phát hiện ra chỗ này ở Phạm Văn Hai cũng bán hồ vịt lộn lộn nước dừa luôn. Vừa ngon ngọt mà không thua kém gì ở quận 2, còn gần và tiện hơn, khi nào thèm là ghé liền à. Tiệm chị này thì chuyên bán về khuya, tầm 9 giờ tối thì mới mở cửa và bán tới 2 giờ sáng. Mình thì order 3 trứng vịt và 10 cái trứng cút, giá thì chỉ có 7 ngàn một cái trứng vịt thôi à. Trứng ở đây được luộc bằng 100% nước dừa, cho nên là nước dùng trong trứng vừa trong vừa nhiều mà ngọt thanh à. Người biết cái cảm giác phê nhất là lúc nào không? Trứng vừa luộc ra nóng hổi, bóc vỏ ra nước thì tràn trề, hấp một phát trời ơi nó phê luôn á. Lòng đỏ thì mềm mà béo, còn muối tiêu ớt thì khá là ok la. Món này làm hồ vịt lộn 188, mọi người có thể search trên Google, hết dịch thì nhớ đi thử nha.